Kiều Anh kính chào quý vị khán giả đến với điểm tin sáng của người Việt TV hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 2 và thưa quý vị bản tin đầu tiên cho biết là đại bồi thẩm đoàn truy Cha đề nghị truy tố nhiều nhân chứng tội khai mang Theo nhật báo USA Today, đại bồi thẩm đoàn truy Cha điều tra về nỗ lực thay đổi kết quả bầu cử vào năm 2020 của cựu tổng thống Donald Trump và phe nhóm bày tỏ sự lo ngại việc các nhân chứng đã nói dối và đồng thời đề nghị truy tố các hành động khai mang này. Đại đa số thành viên đại hội thẩm đoàn tin rằng các nhân chứng đã nói dối trong khi khai man về đề nghị truy tố tội khai man khi có bằng chứng thuyết phục, theo một phần của bản báo cáo được công bố vào hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 2. Hiện nay, truyền thông chưa xác định được danh tính của những nhân chứng khai man và chưa có ai bị buộc tội. Nhưng các chuyên gia lập luận và cho biết, phía công tố có thể sẽ áp dụng các biện pháp buộc khai man như là đòn bẫy để mở rộng cuộc điều tra. Theo các chuyên gia pháp lý, tội khai man ở tiểu bang Georgia có thời hạn tối đa là 10 năm tù, có thể được sử dụng để làm đòn bẫy cho lời khai cho các cáo buộc về âm mưu nghiêm trọng hơn với thời hạn tối đa là 20 năm. Cuộc điều tra quy mô lớn này của đại bồi thẩm đoàn Georgia không chỉ nhằm xác định cựu tổng thống Trump phạm tội hay là không, mà còn nhằm khẳng định liệu có âm mưu hình sự lớn hơn trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 hay là không. Đại bồi thẩm đoàn gồm 26 thành viên đưa ra bản báo cáo cuối cùng sau 7 tháng điều tra, trong đó họ thẩm vấn 75 nhân chứng liên hệ với cuộc bầu cử vào năm 2020 ở Georgia, gồm thống đốc Ryan, thượng người sĩ Lindsey Graham, Cộng hòa 6 Carolina và ông Rudy Giuliani là luật sư của cựu tổng thống Trump. Và thưa quý vị, trong khi đó thì bác sĩ tâm lý cho biết hai nguyên đơn kiện hòa thượng thích nguyên trí không có biểu hiện bị tấn công tình dục. Theo bác sĩ tâm lý tội phạm của bên bị đơn trong vụ kiện hòa thượng thích nguyên trí sờ mó trẻ em cho rằng hai nguyên đơn không có biểu hiện bị tấn công tình dục lúc còn nhỏ. Chuyên gia tâm lý tội phạm, đó là bác sĩ Mark Cohen đã xuất hiện tại hai phiên tòa vào hôm thứ ba, ngày 14 tháng 2 và thứ năm ngày 16 tháng 2. Tại phiên tòa vào hôm thứ ba, ông Cohen đã cho biết ông là chuyên gia tâm lý tội phạm được tiểu bang California chứng nhận và có nhiều kinh nghiệm về những vụ kiện liên quan đến vụ tấn công tình dục. Bác sĩ cho biết ông gặp hai nguyên đơn là cô Tina Lê và cô Thi Nguyễn để lấy lời khai của họ. Sau đó đưa ra nhận định họ có bị tấn công tình dục lúc còn nhỏ như họ đã tố cáo hay là không. Ông nói về cô Tina Lê trước. Cho biết là ông xem qua nhiều hồ sơ của cô như giáo dục và công việc cũng như là nhìn vào nhiều khía cạnh trong cuộc sống của Nguyên Đơn. Sau đó thì ông nói lời khai của cô có một số quan điểm không phù hợp. Điểm không phù hợp đầu tiên là cô tố cáo hòa thượng thích nguyên trí sờ mó tại chùa lúc 13 hoặc là 14 tuổi vì sự việc tại ra tại chỗ có thể khiến ông bị phát hiện, trong khi thủ phạm của vụ tấn công tình dục thường là làm việc ở những chỗ vắng người. Qua quá trình làm việc với cô Tina, bác sĩ Cohen cho rằng cô không có bằng chứng cho thấy bị tấn công tình dục, không có gì để xác nhận là cô bị tấn công tình dục, không có nhân chứng và cách hành xử không như một người bị rối loạn tâm lý do bị tấn công tình dục và không bị tổn thương về tinh thần. Tại phiên tòa vào hôm thứ Năm, bác sĩ tiếp tục dẫn chứng các lập luận về cô Tina Lê cho biết trẻ em thường vùng vẫy hay là có thái độ phản kháng khi bị tấn công tình dục và cho rằng các hành sự của cô Tina không thay đổi trong lúc còn nhỏ. Qua một số video phỏng vấn với cô Tina, ông hình đã cho hay Cô không hề né tránh những câu hỏi khó chịu như nhiều nạn nhân bị tấn công tình dục khác, trả lời rất rõ ràng. Vì vậy, ông cho rằng cô không bị hậu chứng tâm lý và để dẫn chứng thêm, ông nói: "Cô không bị mất ngủ cũng không có biểu hiện bị tấn công tình dục." Một yếu tố khác mà bác sĩ Cohen dựa vào để giám định là hoạt động trên mạng xã hội và ông cho biết, ông thấy được khoảng 20 đến 38 ảnh của cô Tina trên mạng xã hội và cho thấy cô có cử chỉ rất vui vẻ ông còn nói cô vẫn hoạt động và làm việc bình thường trong xã hội không giống như là nhiều nạn nhân bị tấn công tình dục điều đó khiến bác sĩ kết luận cô tina cho rằng tâm lý cô bất ổn là do một số vấn đề trong gia đình chứ không phải là những việc xảy ra ở chùa bát nhã ông cũng cho rằng đây là một trường hợp ký ức giả vì cô tina nhớ một chuyện không hề xảy ra Bác sĩ Cô sau đó nói về cô Thi Nguyễn là một nguyên đơn khác trong vụ kiện. Ông nói cô Thi từng làm việc cho các đại lý xe hơi và thăng chức rất nhanh, cho thấy cô rất giỏi trong giao tiếp chứ không phải là một người bị rối loạn tâm lý. Cô còn là một chủ của một tiệm hoa chuyên phụ trách về đám cưới và điều đó cho thấy cô vẫn hoạt động bình thường trong xã hội. Cũng như cô Tina, bác sĩ Cohen cho hay, cô Thi có cử chỉ rất vui vẻ trong hình ảnh trên mạng xã hội càng chứng minh là cô không có biểu hiện hậu chứng về tâm lý. Cuối cùng ông kết luận cả hai nguyên đơn không có biểu hiện của nạn nhân bị tấn công tình dục. Và kính thưa quý vị, trong khi đó thì tay súng Half Moon Bay không nhận tội là bắn chết 7 người. Theo Reuters, nghi can bị buộc tội là giết 7 người tại hai trang trại trồng nấm ở khu vực Half Moon Bay miền Bắc California, không nhận tội vào hôm thứ Năm ngày 16 tháng 2 trước mọi cáo buộc là giết người có dự mưu. Bị cáo Chung Li Chao, 66 tuổi, một công dân Trung Quốc và là nghi can duy nhất trong vụ thảm sát vào ngày 23 tây tháng Giêng tại hai trang trại trồng nấm ở thị trấn ven biển Half Moon Bay đã phủ nhận tội trước mọi cáo buộc và một thông dịch viên tại tòa thượng phẩm San Mateo County. Bị cáo là bị buộc bảy tội danh giết người có chủ mưu và một tội danh là cố ý giết người trong cáo trạng dài 10 trang bị cáo tự ý và cố ý nổ súng để giết người trong hoàn cảnh đặc biệt theo luật California bị cáo là bị kết tội giết người trong hoàn cảnh đặc biệt có thể đủ điều kiện nhận án tử hình mặc dù thống đốc Gavin Newsom vào năm 2019 đã tuyên bố tạm dừng các vụ hành quyết từ bang đã không xử tử một tù nhân bị kết án kể từ năm 2006 trước đó sau khi gây án thì nghi can đã khai là nguyên nhân là bị người xếp ép trả 100 Mỹ Kim để mà sửa chữa một máy năng pallet bị hư tại nơi làm việc. Công tố viên thuộc Biện lý cuộc San Mateo County đã xác nhận với truyền thông rằng nghi can Chung Li giao vô cùng tức giận và với vụ đòi tiền và khai là bị một bị đồng nghiệp đổ lỗi đã gây ra một vụ đụng xe nâng và xây ra và đã xảy ra vụ việc này. Và thưa quý vị, trong khi đó thì tìm thấy súng trong phòng của cha mẹ, cậu bé ở Florida đã tự bắn và thiệt mạng. Cảnh sát đã lâm báo vào sáng thứ Năm là ngày 6 tháng 2, cậu bé ở Florida 3 tuổi bị thiệt mạng do tự bắn sau khi tìm thấy khẩu súng lục trong phòng ngủ của cha mẹ. Vào lúc khoảng 6 giờ 20 phút chiều thứ Tư, cảnh sát đã nhận được hai cú điện thoại về vụ nổ súng tại căn nhà ở Dillon, cách ở Glendale khoảng 40 dặm về phía Bắc. Ông Mac Getko là cảnh sát trưởng của Volusia County đã cho hay trong một cuộc họp báo vào sáng thứ năm. Sau vài phút cảnh sát đã tới hiện trường và cố gắng cấp cứu nhưng cậu bé đã bị thương quá nặng và được công bố là qua đời ở bệnh viện gần đó sau 7 giờ tối. Vụ nổ súng xảy ra khi cậu bé 3 tuổi và người anh 7 tuổi đang được cô chị 16 tuổi trông giữ trong lúc là cha mẹ đi chợ. Ông Chết Quốc cho biết là cậu bé 3 tuổi vô vô hồng ngủ của cha mẹ và lấy được khẩu súng lục trong tủ của cha mẹ. Cậu bé đã bắn một phát bị thương rồi qua đời. Khẩu súng đó thường được cắt ở trong két sắt nhưng két sắt đã bị hư. Gia đình này còn có khẩu súng khác cất trên đầu tủ lạnh. Ông Chết Quốc cho biết cha của cậu bé là nhân viên cải huấn của Tây bang nhưng hai khẩu súng không phải là do cơ quan cấp. Ông Trích Quốc nói, cú điện thoại 911 mà cô chị 16 tuổi gọi nghe rất đau lòng. Ông cho hay, cô chị nói qua điện thoại, em trai tôi tự bắn trúng mình và không còn thở nữa. Đến trưa thứ năm, chưa có ai bị tri tố trong vụ nổ súng này. Cảnh sát cũng cứ gọi ai có súng phải cất thật là cẩn thận trong cái sắt. Ông nói ai có con nhỏ, thậm chí là thiếu niên thì phải cất súng cho thật là kỹ. Và kính thưa quý vị, trong khi đó một bản tin Việt Nam cho hay, Bộ Công an Việt Nam lại sửa sổ thông hành gắn chip. Dự kiến vào ngày 1 tây tháng 3, Bộ Công an Việt Nam bắt đầu cấp sổ thông hành hay còn gọi là passport gắn chip cho người dân thay cho mẫu sổ thông hành có bìa màu xanh tím mới đổi vào hồi tháng 7 năm ngoái. Theo báo Zin vào hôm ngày 16 tháng 2, sổ thông hành gắn chip không có gì đặc biệt với mẫu trước, ngoại trừ là có thêm một gắn chip điện tử được gắn ẩn bên trong bìa sau của sổ thông hành. Báo này ca ngợi sổ thông hành gắn chip có độ bảo mật cao ở mức độ là không có thể làm giả và giúp công dân tránh được nguy cơ bị à, theo dõi hoặc là thông tin cá nhân không bị định vị và theo dõi để tránh tái diễn biến của diễn cảnh của những người chen chúc xếp hàng đi đổi sổ thông hành theo tinh dẫn từ những khuyến cáo của một giới chức cục quản lý nhập cảnh của bộ công an rằng mọi người chỉ nên sửa một loại sổ thông hành có gắn chip khi có nhu cầu hoặc là sổ thông hành cũ đã hết hạn việc đổi sổ thông hành có gắn chip được công bố chỉ hơn 2 tháng sau khi Bộ Công an đã sửa sai cho mẫu sổ thông hành được cấp từ tháng 7 năm ngoái, khiến người dân phải khốn đốn vì thiếu một nơi sinh. Vào hôm ngày 1 Tây tháng Giêng, sổ thông hành được cấp bỗng nhiên có lại một nơi sinh kèm theo là tách riêng biệt chữ đệm và tên của người mang theo sổ thông hành. Trước đó, Bộ Công an cũng giải thích rằng, việc bỏ một nơi sinh là theo thông lệ của quốc tế và việc dẫn chứng rằng sổ thông hành của một số nước cũng không có một nơi sinh. Và kính thưa quý vị, Bản tin Việt Nam vừa rồi đã kết thúc Điểm tin sáng của Người Việt TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kiều Anh kính chúc cho quý vị có được những ngày cuối tuần vui khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.